đi mua các cái phần xương cọng heo này, cái pork rib này ngon quá, nguyên cái full crack luôn. Thường khi mẹ nấu thì mẹ sẽ cắt ra từng cây từng cây, khi mà vậy thì nó sẽ bị cứng, cho nên mình sẽ ướp và mình nướng nguyên tảng rồi ăn thì mới xé xé ra, thì thịt nó sẽ rụng rời khỏi cái cây xương, mình khỏi cần phải cắn nữa. Tay họ làm món này rất là ngon, mình cũng sẽ cố gắng làm để cho nó ngon giống như vậy. Tại cái thịt này thấy nó ngon lắm rồi, vừa có xương vừa có thịt, các gia vị này này và cái oyster sauce cuối cùng, oyster sauce cuối cùng là trứng này. Rồi massage lên đây thôi, rồi để đó từ ít nhất nửa tiếng cho đến vài tiếng hoặc qua một đêm, rồi mình sẽ nướng ăn thôi. Mà mình cố gắng nướng cho cái thịt nó thật mềm và nó xuất ra khỏi cổng xương, chứ không có cứng 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 cứng. Thử coi được không? Rồi lấy giấy bạc cuốn lên, mình ướp mình để nó luôn. Đây đầy đủ các vị cho nó ra. Cuối cùng và quan trọng nhất một tí, baking soda vô. Nên có vừa ăn chưa? Để cho mềm thịt. Các gia vị thông thường, rồi dầu ăn, rồi sữa tươi, rồi baking soda, rồi tiêu nữa, tỏi, hành, muối. Này mình ăn theo kiểu Việt Nam, mình làm thịt kho, mình cắt ra mình chặt cục cục nhỏ, thịt kho ăn này cũng ngon. Từ hồi trước mẹ hay cắt sẵn sợi sợi ra, mẹ để vô air fryer luôn thì nó mềm khô cứng lắm, muốn được mềm mà rụng rời ra khỏi cái xương kìa thì nó khác nữa, phải để nguyên tảng nguyên cái rắc chúng ta vậy. Thì thầm đâm đâm để ướp cho nó thấm trong thôi. Này để vô lần này để oven chứ không có để air fryer rồi. Để nước tương đen không? Chắc sẽ dập. Cái này có nước tương. Phía nhà hàng mà mình kêu là half crack hoặc full crack là đem phần nửa nguyên tảng này, rồi tự mình xé từng cây ra mà rụng rụng là dễ lắm mà ăn. Mà quán Tây á, còn Việt thì đâu bán cái này. Mà nó làm chín đen luôn. Việt Nam mình cứ sợ ăn đen ung thư. Không có nước tương, nước màu gì chứ quán Tây mà. Nhưng mà nó nướng rất là đen khét. Rồi bắt quá ăn thì phủi cái khét ra thôi, vậy nó mới thấm, nó mới thơm. Tùy loại thịt mình phải nướng cho cháy chứ, không cháy không thơm như lem với heo phốt này nè, thì phải cháy. Còn bếp thì không cần, bò thì đỏ đỏ là ok. Nhưng mà mình kỹ là cái sợi dây này mình rút ra nè, nguyên cái sợi dây này nó kéo sợi rút ra được nè, cái lớp da trắng ở trên là nó rút ra đó, nó tách từ đây nó kéo rồi được nguyên mảng được bỏ. Lúc chưa có ai lóc kìa, mà bây giờ lóc rồi đâu có kéo không được. Có nhiều lắm, nó không có ấy. Ok không sao. Ăn nữa còn cái gì, cái mảng. Cái này có thịt có xương, chứ cái cây này nó không có xương nhiều lắm, nó có phần thịt này hơi nhiều. Cái này ngon nè. Còn nhiều cây thì xương không, nhiều cây thì thịt nhiều quá cũng nán, đã muốn ăn cái cọng thì đâu có muốn thịt nhiều. Cho nên cái này
dừa. Hôm qua có tảng kia nó thịt nhiều hơn nữa con không lấy. Mà có tảng nọ thì xương không, cũng sợ không thích nó không lấy. Nên mới quét quét cái đầu. Cái chưa còn lật lại nữa. Lật nữa ha, mới lật rồi mà. Này là thấm, sẽ thấm lắm. Tại vì không có gắp nước liền. Để đó. Quét lại thêm lần nữa. Khi mà mình nướng đủ độ cháy khét, nó sẽ có màu cam đen rất là thơm, đẹp. Nướng phớt không? Mình để dành lại một tí đi, để mình nướng. Khi mình nướng, cái mình vài chục phút mình lấy ra mình phớt một lần, cái mình phớt một lần. Rồi giờ mình cứ đem để cho nó ướt thấm đó chút đi. Cô rất là pork rib. Nó phủ lên trên nó đi mẹ ơi. Làm sao? Còn về nướng. Chứ nướng cũng để yên để nướng, nhưng mà mình sẽ hơn nữa thì giờ mình sẽ lấy cái lớp giấy bạc ra. Mình em để tủ lạnh thôi. Để đó, để đó. Rồi mới nướng. Một món cơm chiều thì tới lấy cái này ra. Gà, này bò, này là mớt để xào, nấu canh. Lấy thêm. Này ngon lắm nè. Ăn bữa khác, bữa nào không ăn. Lem, nhưng mà lem phần rồi nè. Cái lòi chớp chứ không phải là cái rib. Bữa nay mình ưng nhất là sẽ là món xương cộng heo của mình đó, pork rib. Mình lại khoa cái sauce lên thêm lần nữa. Mình nướng tiếp. Còn gì bằng thơm nồng nàn. Xong cho nó cháy đèn chút nữa, cháy đèn chút đi, 5 phút đi. Ngoại để cái chip vô. Không thua gì đi nhà hàng ăn cái khu cắt nha. Mình lấy ra mình coi sao. Nướng thường thôi, không có chét mặt ong gì hết trơn, mà nhìn nó cũng bóng bẩy chứ. Đâu có xấu đâu. Ok, lấy ra nha. Miếng thịt to hơn, nướng thì nó teo lại. Vậy khi mình buôn bán đồ ăn thịt gì, mình nướng nấu qua luộc hấp gì đó, mình phải tính cái phần hao giảm khi sống và chín. Mà quá xuất sắc, thành công rồi. Làm ngon vậy thì đâu cần phải đi restaurant ăn nữa đâu. Kèm với rau cải xé ra ăn mà giờ còn nóng ăn không được.
Lần sau mình sẽ làm cái full crack của cái pork rib. Pork rib rồi, rồi beef rib, lamb rib. Đã không? Bốn mình luôn. Tan chảy luôn, mềm mại như là quán bán. Khi mà mình ăn cái thịt đó mà nó xuất khỏi cái cây xương cách đơn giản vậy nè là thành công rồi đó. Khi là nấu thành công đó. Ý là pork đó, còn beef nó còn xuất sắc hơn nữa đó. Không có dính lại gì hết, mềm rụng rời luôn. Xíu quá xuất sắc, quá thành công. Thịt thì nó ra mỡ cho nên mình lấy ra mình cho qua dĩa. Quá sát, xuất sắc. Rút gọn ra luôn.